Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với bản tin thị trường cuối ngày. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại những tin tức sự kiện nổi bật đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 3 năm 2023. Giá ngô tiếp nối chuỗi giảm 5 phiên liên tiếp, nguyên nhân là do triển vọng nguồn cung nơi lỏng, Kết thúc ngày giao dịch cuối cùng của tháng 2, giá ngô tiếp nối đà giảm trong phiên thứ năm liên tiếp, đóng cửa ở mức thấp nhất trong vòng nửa năm. Nhịp giảm vừa qua của ngô xuất hiện từ triển vọng nguồn cung nơi lỏng của Mỹ với dự báo diện tích gieo trồng sẽ gia tăng và tình hình ổn định đối với vụ ngô thứ hai của Brazil. Năm nay mùa vụ đang chậm trễ so với tốc độ trung bình và triển vọng thời tiết không quá cực đoan thì khả năng tác động tiêu cực từ thời tiết tới năng suất vụ hai sẽ bị hạn chế. Đây là yếu tố thúc đẩy lực bán đối với thị trường ngô. Nhóm cà phê diễn biến giằng co trước các nguồn thông tin trái chiều. Arabica có phiên giao dịch khá rằng co khi giá chỉ giảm nhẹ 0,08%. Tuy vậy, đây vẫn là phiên giảm thứ tư liên tiếp của mặt hàng này. Đô la index hồi phục kéo theo tỷ giá đô la trên Brazil riêng tăng gần 0,7%, thúc đẩy nhu cầu bán hàng từ phía nông dân Brazil do chênh lệch tỷ giá. Chiều ngược lại, cà phê Robusta quay đầu hồi phục với mức tăng 0,33% sau 3 phiên liên tiếp. Lũy kế xuất khẩu cà phê trong 2 tháng đầu năm ở Việt Nam đạt 323.000 tấn cà phê, giảm hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, xuất khẩu cà phê trong tháng 1 tại Indo cũng chỉ đạt 15.006 tấn, giảm so với tháng 12 năm 2022, giá dầu thô hồi phục trước triển vọng nhu cầu tích cực tại khu vực châu Á trong khi nguồn cung được đảm bảo. Trong phiên ngày 28, lực mua được thúc đẩy ngay từ đầu phiên, một phần do các tín hiệu kỹ thuật, một phần do rủi ro nguồn cung từ Nga sẽ giảm hơn 500.000 thùng trên ngày kể từ tháng 3, trong khi nhu cầu được kỳ vọng sớm phục hồi, đặc biệt là tại khu vực châu Á. Nguồn tin của Reuters cho biết xuất khẩu dầu thô của Uran sang Trung Quốc từ các cảng phía Tây của Nga đã tăng trong tháng 2 so với tháng trước do chi phí vận chuyển thấp và nhu cầu tăng. Một cuộc thăm dò cho thấy giá dầu dự kiến sẽ tăng lên trên 90 đô la trên thùng vào nửa cuối 2023. Xuất khẩu dầu trên biển của Nga vẫn có khả năng phục hồi trong tháng 2 khi quốc gia này tìm thấy những đối tượng khách hàng mới bất chấp lệnh trừng phạt từ các nước phương Tây. Tuy nhiên, nguồn cung vẫn đang dồi dào tương đối so với nhu cầu vẫn sẽ hạn chế sức mua. Báo cáo từ Viện Dầu khí Mỹ API cho thấy tồn kho dầu thô thương mại Mỹ tăng mạnh sau vài 2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 24 tháng 2, cao hơn dự báo chỉ tăng 500.000 thùng cũng là tuần tăng thứ ba liên tiếp. Thông tin trên về nguồn cung có thể là gây yếu tố sức ép cho giá dầu trong phiên mở cửa sáng nay trước khi thị trường tiếp nhận dữ liệu sản xuất từ Trung Quốc. Chứng khoán mở đau đầu phiên chạm lại mốc hỗ trợ 1.000 thị trường mở cửa với gấp đao giảm có thời điểm chạm về mốc hỗ trợ 1.000 và bật tăng ngay sau đó. Trong phiên chiều, thị trường duy trì được sắc xanh. VN Index tăng 16 điểm, mức tăng 1,55%, đóng cửa mức 1040 điểm. VN30 đóng cửa ở 1034 điểm, tăng 19 điểm, mức tăng 1,92%. Chỉ số phái sinh VN30 có biên độ rộng 32 điểm với mức điểm cao nhất có thời điểm đạt 1035, tăng 24 điểm. Trong nhóm VN30, nhóm banh chứng thép đồng loạt tăng tốt vào cuối phiên kéo điểm thị trường cho tín hiệu tích cực quay trở lại. STB đạt trần, nhìn chung thị trường đã cho tín hiệu tích cực quay trở lại. Nhóm cổ phiếu ưu tiên đầu tư trong thời điểm này là nhóm cổ phiếu chứng khoán ngân hàng. Như vậy là điểm tin vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.